Clickngay.com, muốn biết hôn nhân của các cô gái sau này thế nào, hoàn toàn chỉ cần xem nốt ruồi trên mặt là có thể đoán biết được. Theo nhân tướng học thì nửa bên trái khuôn mặt phụ nữ tượng trưng cho chồng, cũng giống như cung phu thê vậy. Trong những nốt ruồi trên mặt thì nốt ruồi trên trán cũng tượng trưng cho người chồng, thế nên, nếu như trên trán trái của nữ mệnh mà xuất hiện nốt ruồi thì đó là điểm không tốt, báo hiệu hôn nhân của cô gái này không được thuận lợi cho lắm. Phần trán còn đại diện cho vận khí thời trẻ của một người, thế nên nếu như cô gái có tướng khuôn mặt này mà gặp phải trở ngại trong hôn nhân thì phần nhiều là do yêu sớm hoặc kết hôn sớm mà thành. Xem nốt ruồi trên mặt, nốt ruồi trên mí mắt khá hiếm, cô gái có nét tướng này rất được lòng trưởng bối, được trưởng bối yêu quý mà nâng đỡ, cất nhắc rất nhiều lần. Tuy nhiên, nếu xét về đường hôn nhân thì nốt ruồi ở mí mắt trên tượng trưng cho đàn ông lớn tuổi, cô gái có nét tướng này có thể sẽ kết hôn với người hơn mình nhiều tuổi và được nâng niu, chăm sóc vô cùng. Phụ nữ mà có nốt ruồi ở gian môn thì có nghĩa là tình cảm vợ chồng không được tốt đẹp cho lắm, dễ dẫn đến chuyện rạn nứt tình cảm như ly hôn chẳng hạn. Đó là vì theo tướng khuôn mặt, gian môn tượng trưng cho cung phu thê, ấy thế mà ở đây lại có nốt ruồi thì chắc chắn tình cảm vợ chồng sẽ có nhiều trở ngại. Người có nét tướng này còn rất dễ yêu sớm, cũng có khả năng ăn vụng, trái cấm mà kết hôn từ khi còn trẻ. Phụ nữ mà có nốt ruồi này trên mặt thì giữa hai vợ chồng khó tìm được tiếng nói chung, dễ vì bất đồng, mâu thuẫn gay gắt mà chia lìa đôi ngả. Sơn căn chỉ khu vực sống mũi nằm giữa hai mắt và là khởi điểm của mũi. Trán là nơi tượng trưng cho người chồng, còn phần dưới mũi tượng trưng cho bản thân, thế nên sơn căn có nốt ruồi thì khiến cho hai bộ phận này bị ngăn cách. Xem nốt ruồi trên mặt nữ giới, đây là nốt ruồi khiến cho vợ chồng khó có thể nói chuyện hòa hợp với nhau, dần dà không có sự giao tiếp. Hôn nhân dần trở nên lạnh lùng, khô khan, sao có thể tiếp tục sống hạnh phúc với nhau? Đây là nốt ruồi chúng ta gặp phải khá nhiều. Trong nhân tướng, mũi tượng trưng cho cung tài bạch, nắm giữ tài vận của một người. Chồng tương lai của bạn là người thế nào, xem ngay tướng mũi. Nếu phụ nữ có nốt ruồi trên sống mũi thì người chồng dễ gặp phải khó khăn về kinh tế, khó có thể đem lại cho mệnh chủ cuộc sống sung túc ấm no. Thậm chí, hai vợ chồng có thể nảy sinh tranh cãi vì chuyện tiền bạc, tình cảm càng ngày càng phai nhạt theo những lần mâu thuẫn, nghiêm trọng hơn có thể dẫn tới ly hôn. Nốt ruồi nằm ở vị trí này chứng tỏ nữ mệnh là người có nhu cầu tình dục khá cao, tuy nhiên đường tài lộc lại kém sắc, là nét tướng phụ nữ bất hạnh trong hôn nhân. Người này khó có thể giàu có nhờ chồng, bởi người bạn đời của họ thường không đạt được những thành công lớn trên con đường sự nghiệp mà sức khỏe cũng không được tốt cho lắm. Giữa hai vợ chồng thiếu sự hòa hợp cả về tinh thần lẫn thể chất nên gây ra lệch sóng. Hôn nhân cũng vì thế mà không được hạnh phúc, thậm chí có thể dẫn đến chuyện ngoại tình nữa. Xem nốt ruồi trên mặt thì nốt ruồi trên cánh mũi chỉ ra rằng nữ mệnh không được đào hoa cho lắm. Điều này phần nhiều là do tính cách của nữ mệnh mà ra. Cô gái này giao tiếp kém, không biết cách nói chuyện, thái độ thiếu hòa nhã, cũng chẳng mấy khi thể hiện sự dịu dàng, tốt bụng của mình khi đứng trước đàn ông.